100 cái gạp này cả nhà, 100 cái gạp mà chạy được có nhiêu chuột đây nè, sống nổi không cả nhà? Hỏi chuột bự đầy rộng mà chuột lý gí không, có mấy được mấy chuột bự vậy, còn như thế này đi không, miligam không, chắc như chắc 2 kg gì giỏi. Xin chào cả nhà nhé. Giờ này hai chồng cũng đặt cặp rồi cả nhà, giờ này cũng 4 giờ mấy rồi, đặt lúc 1 giờ mấy, giờ này cũng rồi rồi. Mới đặt gặp nè, mình đặt sống cho còn mình quay đảo lại mình thăm mình coi gặp có chạy con mối không cả nhà. Thường thường là mình đặt ơi chạy con mối lắm, chạy đêm khoảng là 10 mấy con á. Mình đảo là mình thăm gặp cái đầu mắc hết 10 mấy cái gặp cả nhà, mới đặt gặp xong phất lưng là bị bể tặc rồi, cho hết 10 mấy cái gặp mình rồi. Mình đảo thăm mình thấy cờ không mà, cái mình nhổ cờ hết trơn rồi cả nhà. Buồn thiệt, khi là gặp chuột gặp bẫy tặc là thấy mệt trong mình. Mình nhặt là cứ quay đầu mà, cứ quay đầu như là hai cái đừng chạy lắng o luôn rồi cả nhà. Đặt cũng chạy không hên xui nữa, qua mưa quá trời mưa luôn nên mình đặt trong này nè, cờ mình đặt cuối trong này nè, trong đó mắc 10 mấy cái gặp luôn đó nha. Đi là gặp này mình đang gặp mấy chuột là thấy mệt quá trời mệt rồi cả nhà, nguyên khu này luôn nè, mắc vòng vòng lên nè, 10 mấy cái gặp lấy tới tối mới còn không nữa. Ở đây là nguyên một lùm mai du luôn này cả nhà, bạch thù luôn, trong đó mình đặt nó cũng mấy chục cái trong đó nữa, mình đặt cái bên kia nó cũng mấy chục cái nữa, giờ mình đặt 110 mấy cái mày bắt hết 10 mấy cái à. Giờ này gần 7 giờ cả nhà, hai chồng đi thăm gặp chuột. Vô hai cái đầu tiên chứ đừng con này cả nhà. Đây có một cái đặt cái dính bên con nè. Bắn vô luôn. À. Thôi thăm 3 cái với được 2 con cả nhà. Dính chuột nè cả nhà, anh cắn cả đây nó qua bận chuột luôn. Giờ thăm dính mấy cái nhỏ nhỏ mình không quay chuột có gí không à, dính chuột lúa nữa cả nhà. Đây là thấy nhìn chuột lúa lớn không nè, nó vậy không đó, nó có quay bây giờ con này mình nó quay cả nhà mình xem. Chào cả nhà buổi sáng nha, sáng nay 4 giờ cả nhà hai chồng đi thăm gặp chuột, vô 4 cái mà dính được con nè, đặt ung que luôn cái này đói rồi cả nhà ơi, chuột thì yếu quá, lâu đường con dính chuột cả nhà, được trọng bổn. Dính chuột nha, thứ này đó thì rồi cả nhà ơi, không sớm giờ 30 cái gặp mình sẽ được có mấy con. Đây là con nhỏ nè, tít nỉ kìa đi, à chụp mini game
nhìn giọt xuống nước mắt. Buổi sáng sớm mình quay nó hơi tối nè cả nhà, nó được mờ không sáng. Giờ con đi không cả nhà, gì không nè, sống nổi không? Thôi như mình thả bớt rồi đó. Đóng đi xíu mình đổ. Dính nè. Bên này chừng 2 cái chuột gì giỏi, không được chừng không được 2 ký nữa. Mini game không? Mấy cái nó hết rồi. Ô, cái này anh chạy tung lật cái gặp luôn nè cả nhà. Cỡ đó. Thôi, đây một cái nữa. Trời, chạy lắm mà sao đâu mà. Lộn mẹ mới gặp luôn. Từ bên đây nè. Từ đường một bên đây mà tung tới bên đây luôn, hết nói. Quá dữ cái chuột này à. Còn cái cuối cùng nó hết rồi cả nhà. Rồi, đói thiệt rồi. Đói rồi. Sáng nay chắc được chừng 2 cái chuột kia đó cả nhà ơi. Sáng sớm mà chờ tối u quay nó không được sáng gì mấy. Bye bye cả nhà. Một ngày bán chuột đầy thắt khu. Ở nhà có còn cái nơi cái rộng đó rồi. Vậy đâu phải mắc 10 cái đông nội. Mắc có 9 cái rồi trời. Một trong cái gặp này cả nhà, một trong cái gặp mà chạy được có nhiêu chuột đây nè, sống nổi không cả nhà? Phải chuột bự đầy rộng mà chuột lý ghi không, có mấy được mấy chuột bự vậy? Còn như thế này đi không, mini game không? Chắc như chắc 2 kg gì giỏi.